Bây giờ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ là từ 20 đến 28 độ, độ ẩm trung bình là 85%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ là từ 22 đến 32 độ, độ ẩm trung bình là 83%. Khu vực vùng núi thấp nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ là từ 24 đến 35 độ, độ ẩm trung bình là 83%.